It was at this moment that he knew. Đồ anh hại. Chân phải, phải. Phải đi, anh phải đứng đà bên này. Đấy, camera quay kỹ nhá. Ok. Quả đầu tiên này. Bắt đầu. Cố lên. Ồ. Xin chào, mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Bros. Hôm nay mình tới Sơn 4 ở Hà Nội. Được mời một tuổi 4 phủi. Thì hôm nay mình sẽ giao lưu với một YouTuber tên là Can Chris. Thật sự lần này là lần đầu tiên. Và nhìn thấy rất là chuyên nghiệp. Như thế nào nhỉ? Mình nghĩ là rất là chỉ là anh ơi, test đi. Shooting. Thật. Thôi mà rất là chuyên nghiệp quá. Chào các quý vị khán giả, mình là Can Chris. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mat. Mình là một cầu thủ này, cầu thủ bóng đá phủi. Đúng rồi. Và là một vlogger. Và đây, một nghề nữa của anh là quản lý cầu thủ. Cái văn hóa phủi ở Việt Nam là như thế nào? Mọi người khi mà sang Việt Nam thì sẽ nghe thấy cái từ gọi là bóng đá phủi. Tại sao lại là bóng đá phủi? Bởi vì ngày xưa ấy, theo như anh được biết, ngày xưa thì em thấy ở đây là sân là cỏ rồi. Nhưng ngày xưa ở Việt Nam thì rất ít sân cỏ nhân tạo như này. Đấy, chỉ gọi là sân đất thôi. Sân đất mà là đất cát ấy. Nên là mỗi lần đá xong mình kiểu ngã xuống hay là mình bẩn, phủi. Đấy, chứ không phải là đá bóng phủi. Nhưng từ phủi này nó cũng là một dạng kiểu tính từ để phân biệt giữa trình độ nghiệp dư. Tức là trình độ của văn phòng ấy, kiểu những người mà bụng bia này, đá bóng ấy, với những người mà kiểu ăn tập như cái đội bóng này. Em có thể nói là cảnh sát giao thông. Tức là những cái người mà hay ngồi, hay uống bia, người ta ra chơi đá bóng thì gọi là trình độ văn phòng. Đá bóng gọi là cho vui, giải trí. Còn những người mà ăn tập hàng tuần như thế này này thì gọi là trình độ phủi. À, trình độ phủi. Đấy. Đấy, hôm nay là em mặc quần áo này là em gọi là trình độ phủi đấy. Trình độ phủi. May mắn quá. Là... Bởi vì ở Hàn Quốc cũng nổi tiếng về bóng đá phủi rất là mạnh. Cái đó là thật. Ok, thì hôm nay em sẽ luyện. Bây giờ là training đúng không? Training đấy. Ok, em rất nghiêm túc đấy. Như em đã giờ đá bóng chưa? Mà em tham gia được. Em đã bao giờ đá bóng chưa? Mỗi năm trước, bởi vì sau khi tới Việt Nam thì... Cũng đã thường xuyên đấy nhờ, một năm một lần đấy. Thường xuyên đấy. Sau khi tới Việt Nam thì không có cơ hội đi bóng đá. Thì không có bạn. Thế thì em phải chơi với anh nhiều vào. Đúng rồi. Anh dẫn đi đá bóng vui lắm. Ok, em sẽ thử nha. Ok. Minutes later. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. It was at this moment that he knew. Đồ ăn hại.
Mỗi lần nhỉ? Tầm 4 lần? 3 lần à? Mà anh đã 15 phút mà. À 15 phút thôi à? Tại sao cảm giác là 45 phút nhỉ? Bây giờ thì anh tiếp tục cho em một cái thử thách nữa với bóng đá này. Em sẽ phải tưng, tưng bóng. Anh sẽ ra cho em đề bài là 10 quả. Đấy. Nghĩ, bắt đầu suy nghĩ. Hay là 8 nhá. Luôn tục, luôn tục trước. 8 nhá. À, cho em training trước. 8 à? Ta là training. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À được, 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 10 quả được đấy. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 10 quả. À, 10 à? Ừ. Okay, okay. Anh cho em 3 lần. Ừ. Ok chưa? Ok, ok. 3 lần, tức là lần nào cao nhất thì tính. Ok, ok, tính, tính. À, anh thì sao? Anh thì... Anh thì 100 quả anh tăng được. Đúng. Này, nhìn này. Ừ. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. Ồ. Oh. Hay lần, hay lần, hay lần. Đấy. Thoải mái, đúng không? Bắt đầu. Bắt đầu. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cú chọc, cú chọc, cú chọc. Được, được, được. 10 lần là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn. À, đúng rồi. Giỏi đấy. Giờ em có tố chất đấy. Ok, ok. Tiềm năng đấy. Là tốt tâng dễ quá đúng không? Ờ. Bây giờ thử thách tiếp theo là khó hơn này. Đúng rồi. Sút xà ngang. Ồ, đây là một cái challenge rất là khó. Mà dân chuyên kể cả đá cũng vẫn là thua anh ấy. Ok. Em có tự tin không? Không. thì chơi luôn. Ok, chơi luôn. Ra đây. Anh gái mẫu cho em xem này. Okay. Quay camera quay của anh gái. Okay, okay. Không ai, em bảo là mẫu phép. Nhìn này. Nhìn. Oh. Nhìn. Oh my god. Wow, thật luôn hả? Anh bảo rồi mà, dân chuyên là thua anh mà. Em nghĩ là đá đi. Em nghĩ là chắc chắn là không làm được. Tưởng anh bốc quét à? Wow. Chuyên gia thổ. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Đá chân nào ấy, chân phải chân trái? Chân phải, phải. Chân phải thì anh phải đứng đà bên này. Bruh. Đấy, camera quay kỹ nhá. Ok. Quả đầu tiên này. Bắt đầu. Bổ lên. Ồ. Ồ. Sao mà đó được? Ồ. Chịu chịu chịu. Cái này tôi chịu, tôi không chơi thử thách nữa. Tôi không thử thách. Tôi không chơi với anh. Đây chào chào mic tôi về. Tôi. Ông toàn bốc phét. À ông ấy ông giống nghề. Ông ấy giấu nghề. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả. Bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Anh rất là bất ngờ về em ngày hôm nay. Với những cái đầu tiên là vào trong sân em chạy được với cả đội, em theo anh. anh giao em nhiệm vụ theo kèm 1-1. Anh kia rất là khỏe, rất là hay. Rất là khỏe. Mà em theo được không biết. Không biết dừng lại thì em đã còn quả đây em tí ghi bàn nữa. Em một ghi bàn nữa thì clip của em triệu view luôn. Đấy. Thứ hai là anh thấy là anh giao cho em một vài thử thách. Vừa tâng này xong rồi sút xà em làm được ngay lần một. Chưa bao giờ anh gặp một học sinh nhỉ. Đúng rồi. Như em quá giỏi. Quá giỏi luôn. Bao giờ bọn anh đá bóng xong cũng đi làm vài cốc bia. Đấy, Hà Nội gặp vậy. Tây Ban Nha và Maroc. Em xem hai Tây Ban Nha và ai? Maroc. Trận này hay phết. Anh mời em cùng với cả ekip. Chắc là Spain thắng chứ. Cá cược đi. Cá cược đi. Cá bàn chân lặng. Ôi trời ơi. Này nó không đá bóng đâu nhưng mà nó tức là cực kỳ là máu me ăn thua nhá. Spain là 3, Morocco là 0. À. Rồi được. 3-1. Bây giờ nhá. Bây giờ tỷ số anh nhận Maroc này, em nhận Spain này. Nếu Spain chỉ thắng với tỷ số 1-0. À ok. Thì anh thắng. À ok. Ok. Nếu Spain mà thắng từ 2-0 trở lên là em đang thắng. Ok ok. Được không? Được chứ, được chứ. Ok nhá. Ok ok. Được, ok. Thế thì bây giờ anh dẫn cả ekip đi Nhâm Nhi, cốc bia Hà Nội và xem bóng đá nhá. Ok nhá. Ok. Đi. Rồi sau một cái buổi chiều rất là vất vả tập luyện bóng đá thì bây giờ là anh sẽ dẫn Choi đi nạp thêm đạm. Đấy, rất là nhiều thịt bày biện như này ở cái quán bia. Một quán bia. Để nhậu. Cùng nhậu đấy. Nhậu đấy. Ăn say rồi ạ? Chưa, anh đã uống gì đâu mà say. Em biết nếu mà ở Việt Nam không nẻ, cái này là nẻ đúng không? Không nẻ thì sẽ giết luôn. Anh đã đục bao bài báo rồi. Anh đã đục bài báo rồi. Không nẻ thì mày không nẻ. Thì chúng ta sẽ ngồi ở đây và tận hưởng cái bầu không khí vừa là nhậu này vừa là xem World Cup. Đúng rồi. Đó, ok. Thật ra là lần này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn à? Đi nhậu với người Việt luôn.
em sốt rồi lâu rồi mà chỉ là làm việc thôi để không có thời gian để nhỏ. Oh, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Ui ui, chuẩn. Uống chứng tỏ là uống rồi. 100%. Ui, 100%. Không, không, không. Tiền nói thật. Ngon không? Ngon. Thế ăn thử món đi. Cái đầu của măng luôn à? Vâng. Anh cứ nhanh rồi đi. Cho nên quá cái gì? Wow, ma túy à? Wow. Đột nhiên nhớ gia đình quá hả? Nhớ gia đình đúng rồi, gia đình mẹ ơi. Con nhớ mẹ. Anh nhớ người yêu cũ quá. Anh nhớ người yêu cũ quá. Cắt. Nope. Sẽ chết luôn. Sốc lên đây nó mới sướng. Mà cái này rất cay. Quá cay luôn. Đây con gái Hàn Quốc hay con gái Việt Nam, con bên nào xinh hơn? Nước nào cũng có cô gái đẹp. Đây em có bạn gái chưa? À, chưa. Hay là thì có bạn trai chưa? Chưa. Ủa? Ủa gì vậy? Tớ tớ tớ, có gì đó. Oppa. Nói oppa là ghê lắm không? Dạ. Con trai thì con trai thì không. Cô gái thì con trai là oppa. Người Việt thì không biết chứ. Thì lâu lâu con trai Việt Nam gọi em là oppa. Lúc đó là ghê. Nổi da gà luôn. Hôm qua anh đã xem bóng đá chưa? Qua Hàn Quốc. Anh nói thật là anh xem hết hiệp 1. Anh tắt tivi đi ngủ bởi vì là 4-0 rồi. Chính xác. Nhưng mà sáng xem lại highlight thì thấy là Hàn Quốc có một bàn thắng rất là đẹp. Nhưng mà thực sự em là mặc dù người Hàn Quốc mà Brazil quá là đẹp. Brazil quá mạnh rồi. Nhưng thực sự là phải rất khâm phục cái tinh thần của người Hàn Quốc. Cái việc mà Hàn Quốc có mặt trong vòng đấu này ấy, nó giống như là một cái kỳ tích vô cùng khó xảy ra. Trên khán đài anh đã thấy rất nhiều người khóc, Sơn Heung-min khóc, các cầu thủ khóc. Và ở Việt Nam rất nhiều người xem cái trận đấu ấy xong cũng gọi là đời bây giờ nghĩ lại vẫn sợ là. Được. Tôi tự. Mày vào là em thua luôn đấy. Ui giời ơi. Rất quyết. Coi. Ui. Come out. Ui. Come out. Mày quá. Như vậy là. Coi nhờ. Chết nhỏ. Rồi. Coi. Ui. Come out. Ui. Sắc lẹp của cao thủ Maroc. Ui. Tí đi vào. Lịch sử đang chờ đợi Hakimi. Hakimi! Hakimi! Reguilón Ruiz và đội tuyển Maroc ngày hôm nay đã rất xứng đáng. Yeah, yeah, yeah. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Yeah, yeah. Rush đã xem bóng đá với một anh Việt Nam. Hôm nay mình cảm thấy rất là thú vị, rất là vui. Và hôm nay là lần đầu tiên mà có kỷ niệm rất là đẹp. Yeah. Em cảm ơn anh nhá. Ok. Thì vào hôm nay anh cảm thấy như thế nào? À, đây là lần đầu tiên anh được gặp Choi. Cảm thấy rằng là Choi là một người rất là thú vị này. Rất là xinh trai, rất là mắt. Anh rất là vui khi được Choi lựa chọn để làm khách mời trong chương trình này. Anh hy vọng rằng lần sau thì anh sẽ mời Choi lên kênh của anh. Có nhìn. Và anh sẽ làm chủ cuộc chơi, chứ không phải là là khách để bị em dẫn dắt. Nếu mà các bạn đã xem vui vẻ thì hãy subscribe và like nhiều nhá. Nhớ like và subscribe cả kênh Cán Crit nhá. Đúng rồi. Nhá. 2, 3, go.